Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô bằng lăng lá nhỏ ha, cây đâm chồi sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Đó, hôm nay là em xả, em còn mấy cây nên em xả để giá cực kỳ hữu nghị cho cô chú anh chị mình về chơi luôn ha. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình nữa, cô chú anh chị thấy có thể thấy đó ha, bằng lăng lá nhỏ nha, cây đâm chồi sống khỏe hết đây. Mã số 385. Hoành 53. Hoành 53, mã số là 385. Chiều cao 37. Đường kính bầu 42. Đó, cây to đẹp thì thấy không? Đó, rồi để rẻ của chú anh chị là 450 rồi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. 385, 450.000 em bao ship. Rồi tiếp theo. 386. Cây nó quái lắm nha anh chị. Trùng là nó quái nha. Cây đâm chồi hết rồi. Này là để giá cực kỳ mềm luôn nha anh chị. Hoành 45. Chiều cao 42. Đường kính bầu 35. 386. Rồi cái này để rẻ của chú anh chị mình là 400.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn ha. Bằng lăng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. 387. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha cô chú anh chị. Hoành 50. Chiều cao 30. Đường kính bầu 31, mã số là 387. Đó, cây cũng rất là đẹp ha, 450 bao ship luôn chị ơi. Cực kỳ mềm cho cô chú anh chị về mình chơi luôn ha, bằng lăng lá nhỏ nha. Rồi, tiếp theo, cây này nó ôm đá luôn nè chị. Nó dính cục đá luôn ha. Quái lắm nha chị. 388. Hoành 34. Chiều cao 37. Đường kính bầu 25. 388 rồi cái này 450 luôn anh chị ơi. Cực kỳ quái luôn ha, dính cục đá luôn. Bao ship luôn nha chị, giá đó bao ship tặng nhà cho mình luôn, mình yên tâm ha. Ở đâu em cũng ship tới ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Đó. Cây này to đẹp anh chị. Bằng lăng lá nhỏ nha, anh chị thấy nhìn lá không? Chút xíu à, mà bông to lắm nha. 389. Hoành 38. Chiều cao 62. Đường kính bầu 45. 389. Rồi cái này 550 nha anh chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn, 550.000 bằng lăng lá nhỏ. Đó, rồi tiếp theo. 390. Đó. Cụ chập bá luôn nha anh chị. Hoành 50. Chiều cao 49. Đường kính bầu 40. 390. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 luôn anh chị ơi, bao ship luôn ha. Cây to đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. 391. Hoành 58. Chiều cao 42. Cũ chà bá luôn nè. Rồi để rẻ 550 luôn chưa, bao ship tặng nhà luôn. Giá cực kỳ 391, giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo. 392. Hoành 49. Chiều cao 29. Rồi cái này 400.000 thôi, bao ship luôn. 392 bằng lăng lá nhỏ nha chị. 393, bên đây nó có mặt lũa, bên đây rất là đẹp luôn nha chị. Đó, một mặt lũa, mặt bên đây không lũa ha, cái cực kỳ quái luôn. 47. Hoành 47. Chiều cao 31. Đường kính bầu 32. Rồi cái này 400.000 luôn chị, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. 394. Quá trời, cụ bự luôn nha cô chú anh chị. Hoành 66. Chiều cao 44. Cái này to dữ lắm nha anh chị.
Rồi cây này cũng 550 nè anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha, bằng lăng lá nhỏ, cây đâm chồi sống khỏe mình yên tâm ha. Khi vận chuyển mấy cái chồi ốp vô nó có bị gãy, anh chị thông cảm nghe, về đâm lại chồi mới thôi, anh chị mình yên tâm nha. Cây sống khỏe rồi đừng, mình không có sợ lo ha. Gãy nhánh, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ nó gãy, về đâm lại đâm chồi mới thôi. 395 quả tròn luôn nè, củ trà bá luôn ha anh chị. Hoành 60, chiều cao 33, đường kính bầu 30, đường kính bầu 30. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 400.000, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo, 396, cây này mặt lũa một bên ha, bên đây mình sống bình thường nha anh chị. Nói chung là cây lũa lũa nên mình chơi quái nha. Hoành là 48, chiều cao 30, đường kính bầu 28. Rồi cái này để rẻ anh chị 250 thôi, mã số là 396. Rồi tiếp theo 397, cây này vậy mà cũng quái lắm nha anh chị, nó tàn thiên nhiên luôn ha. 30, hoành cũ là 30, chiều cao 57, đường kính bầu 33, mã số là 397. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 luôn, để cực kỳ mềm cho anh chị chơi luôn ha. Giá này là giá mềm lắm anh chị, 350 mà bao ship luôn, không nói chung là bán xả đó anh chị ơi. Chị coi cũ nó hết biết nó bự ha. 398, cây cực kỳ quái nha. Hoành 55, chiều cao 33. Rồi cái này 400.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 399, củ trà bá luôn nha anh chị. Hoành 62, chiều cao 31, đường kính bầu 35, 399. Rồi cái này giao lưu anh chị mình cũng 400.000, bao ship luôn. Em xin kính chào của chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô ổi nha, ổi tàu anh chị, lá nhỏ nha, nè đã cho trái rồi hết trơn nè, trái nè. Đó, cái này em không ship chậu ha, cây sống khỏe từng chậu rồi, này nữa nhổ chậu game đóng khung cho mình nha. Đó, tàn rất là đẹp luôn, mã số là 330. Đó, anh chị cô đế nè, quả khứ cái đế đều gan luôn ha. Hoành 31, chiều cao 53, đường kính bầu 50, mã số là 330. Đó, cây rất là to ha anh chị. Rồi cây này em hữu nghị với cô chú anh chị mình là, rồi để cô chú anh chị mình là 1.800.000 nha, để rẻ luôn anh chị, bao ship cho mình luôn nha. Này không bao chậu anh chị, 1.800.000, cây to đẹp nha. Rồi tiếp theo 331, cây đang bông đang trái hết nha anh chị. Củ đế rất là đẹp luôn. Hoành 19, chiều cao 46, chiều cao là 46, mã số là 331. Đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi em để rẻ 900.000 thôi chơi, bao ship cho mình luôn. Đó, 331. Rồi tiếp theo 333. Có bông có trái luôn nè chị, bông này. Ồ, cây này giảng bài cực kỳ đẹp luôn ha, chị coi ha. Ồ, hoành 29, chiều cao 92, đường kính bầu 50, cây rất là to anh chị. Ổi tàu kiếm cây bay lớn cũng khá hiếm nha, rất là bự. Rồi cây này 1.900.000 chị ơi, em bao ship tặng nhà cho mình luôn, 1.900.000, cây ổi tàu nha, dáng rất là đẹp luôn, này không ship chậu nha anh chị. Rồi tiếp theo 335, có bông trái nè chị, đang bông đang trái nè ha. Đó, cụ đế nè, quá khứ cụ đế luôn, trái luôn nè anh chị. Hoành 24, chiều cao 60, đường kính bầu 40, mã số là 335. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng 1.500.000 nha, bao ship tặng nhà luôn, cây đẹp lắm nha chị. Đó, đàn bông đàn trái hết luôn. Rồi tiếp theo 336,
đang bút bông trái nè chị coi nè. Ha. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 91. Chiều cao 91. Đường kính bầu 40. Rồi cái này em để rẻ cho chú anh chị mình 1 triệu 100 ngàn thôi, bao ship tặng nhà luôn ha. Cây nói chung là cũng khá đẹp nha chị. Ổi tàu ha, vô hai bên nước dây hết rồi. Dạ, dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mấy cây thành phẩm nên chị về mình chơi Tết ha. Gồm có sơ ghi trái ngọt nha anh chị. Đó, sơ ghi nè, cây thành phẩm cơ bản hết rồi ha. Về mình vô chậu mình chơi. Mai chiếu thủy, rồi dứa khế. Đó, giữ dằn khế chua siêu trái luôn chị ơi. Rồi tiếp theo 302. Đó, cây cũng cực kỳ quái nha cô chú anh chị. Đó, hoành 8, chiều cao mấy em? Chiều cao 29 nha cô chú anh chị. Đó, cây co quái luôn. Sơ ghi ha. Mấy cây này cho trái rồi hết nha anh chị. Nữa về cho trái rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 500 ngàn thôi, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo 303. Hoành 7. Hoành 7. Chiều cao 28. Rồi cái này 550 luôn nha cô chú anh chị, bao ship luôn. 306. Ồ, cây rất là đẹp nha anh chị. Hoành 20. Chiều cao 26. Chiều cao 26. Rồi cái này cũng 500 ngàn em bao ship tặng nhà. Lá chung nè, nù dữ lắm cái nù ha. 309. Nù cục luôn á. Hoành 14. Chiều cao 23. Chiều cao 23. Mã số là 309. Rồi cũng 500 ngàn em bao ship tặng nơi luôn. 310. Dưới bộ đế này nó bự lắm nha chị. Nè, đế đều gan luôn. Đó, cốt cành rất là đẹp luôn. Rồi cũng 500 ngàn em bao ship. 310. 311. Rồi tiếp theo 311. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 29. Mã số là 311. Rồi cũng 500 ngàn em bao ship. 312. Hoành 14. Chiều cao 25. Rồi mã số là 312. Rồi cũng 500 ngàn em bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây khế găng nha anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe ha, thường chậu nha anh chị. Về mình chơi Tết ha, có trái có bông có trái luôn ha. Với cây hoa lài kép, còn được hai cây hoa lài kép nha anh chị. Đó. Cây mã số đầu tiên là 285, cây khế găng, trái chua nha anh chị. Đó, cây này thành phẩm hết anh chị, về mình chơi vô chậu chơi thôi. Này không ship chậu ha. Hoành là 34. Chiều cao 67. Đường kính bầu 40. 285 ha cô chú anh chị. Cây khá to đẹp nha anh chị. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu nha. Em bao ship tặng nhà luôn. Giá cực kỳ mềm cho anh chị chơi Tết nha. Rồi tiếp theo 286. Cái này chị mình vô nước dây là ha. Em vô nước dây mới tháo ra nè. Bông nè. Về cái này là bông có trái chơi nha anh chị. Ở khi gần trái chua nè, trái chùm luôn nha chị. Hoành 17. Chiều cao 86. Chiều cao 86. Đường kính bầu 35. Mã số là 286. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình để hữu nghị luôn. 900 ngàn thôi, bao ship luôn. Bệ đế giữ dằn nha. 900 ngàn em bao ship cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo. Ồ, cây này có cằn bay cực kỳ đẹp nè. Nè chị coi nè, bông trái nè ha. Nó ra trái cực kỳ đẹp luôn. Cây này có cằn bay rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số là 287. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 40. Cây này thấy vị nghệ thuật lắm nha chị.
Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị để hữu nghị là 1.300.000. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, cây gì đẹp lắm nha. Này vô nước chay nó là bao phê nha anh chị. Có bông có trái hết rồi. Đó, cây này thì dán lùa gió lùa nha anh chị. Đó, gió lùa qua bên đây. Đó, mã số là 288. Hoành thăng 17. Chiều cao 86. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số là 288. Ồ, bài rất là đẹp luôn. Rồi cái này 1.200.000 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cái này là dán gió lùa nghe anh chị. Rồi tiếp theo 289. Nè, đang bông đang trái lên nghe anh chị. Nè, trái luôn nè anh chị. Ha, cái gần trái chua nghe. Hoành 23. Chiều cao 73. Đường kính bầu 35. Đó, có trái luôn, lộng thòng luôn chị ơi. Rồi mã số là 289. Rồi 1.200.000. Bao ship tặng nơi tặng nhà cho mình luôn nha. Này đóng khung không nghe anh chị. À, rồi tiếp theo là cây hoa lài kép. Rồi tiếp theo. À, đây đang bút bông rất là nhiều nghe anh chị. Nè, nè, bút bông nè. Ở đây nè, bông nè. Ừ. 291. Hoành 22. Chiều cao 1m03. Mấy cái này em không ship chậu nha anh chị. Mã số là 291. Rồi cái này giao lưu anh chị mình 1.500.000 rồi. Em bao ship tặng nơi tặng nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. À, hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly. Giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 nha cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái cắt cây á, mặt cắt của cái cây á.
Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình pha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cỗi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha quý chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha quý chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắc bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh Gia Băng ha, bao bán luôn, anh chị về mình không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị.
Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào